Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Tiếp tục diễn biến trên chiến trường Đông Âu. Ngày qua, các cuộc giao tranh không khoan nhượng tiếp tục diễn ra tại các điểm nóng, đặc biệt là ở miền đông Ukraine. Khốc liệt nhất là khu vực hành lang thành phố Lysychansk thuộc vùng Luhansk và Bakhmut thuộc Donetsk. Cùng ngày, xung đột Nga-Ukraine leo thang lên nấc thang mới khi Moscow tố Kiev dùng máy bay không người lái tấn công hai căn cứ không quân nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Hãng tin CNN của Mỹ nhận định đợt tập kích này cho thấy sự phát triển vượt bậc của các UAV Ukraine. Hứng chịu các vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân, Nga ngay lập tức nã 70 quả tên lửa vào các thành phố của Ukraine. Phía Kiev cảnh báo khả năng mất điện trên diện rộng. Trong khi đó, những nguy cơ về một thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vẫn chưa được giải quyết. Mới đây, Nga tiếp tục tạt gáo nước lạnh vào nỗ lực thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy này của IAEA khi một lần nữa khẳng định sẽ không rút quân khỏi Zaporizhia. Ở diễn biến khác, Tổng thống Vladimir Putin vừa đích thân thị sát quá trình sửa chữa cầu Crimea sau vụ nổ hồi tháng 10. Suốt 9 tháng qua, Nga liên tục hứng chịu các đòn trừng phạt từ phương Tây. Vậy kinh tế Nga hiện giờ ra sao? Khi EU vừa mới áp giá trần đối với dầu Nga, có thông tin cho rằng khối 27 quốc gia thành viên châu Âu đã bàn luận xong gói trừng phạt mới cho Nga. Cùng lúc đó, Điện Kremlin đáp trả đánh giá của Thủ tướng Đức về độ hiệu quả của các lệnh trừng phạt đối với Nga. Các thông tin nổi bật khác, Mỹ, EU cân nhắc mức thuế quan mới đối với thép và nhôm của Trung Quốc. Các nhà lập pháp Mỹ nghi ngờ Tổng thống Biden có thỏa thuận bí mật với Ả Rập Xê Út. Cristiano Ronaldo chốt thỏa thuận gia nhập Al Nassr của Ả Rập Xê Út. Đội chó nghiệp vụ Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ tại World Cup Qatar. Tìm hiểu cách người dân Tunisia chăn nuôi bò sữa theo quy trình công nghệ nông nghiệp. Mỗi ngày một câu chuyện, hôm nay hãy gặp gỡ Thánh Nicholas, ông già Noel của trẻ em Cộng hòa Séc. Đừng rời mắt khỏi chương trình. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay, ngày 6 tháng 12. Phần đầu chương trình như thường lệ sẽ là những cập nhật về diễn biến xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, sau khi lực lượng Nga rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro, miền đông Ukraine là chiến địa khốc liệt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Kiểm soát hai vùng Donetsk và Luhansk vốn dĩ là mục tiêu chính yếu trong hoạt động quân sự đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin. Vì vậy, các thành phố lớn của hai tỉnh này nghiễm nhiên trở thành những chiến địa khốc liệt giữa quân đội Nga và Ukraine. CNN dẫn lời các quan chức Ukraine cập nhật tình hình hôm 5 tháng 12 cho biết, giao tranh vẫn tiếp diễn ở hành lang giữa thành phố Lysychansk thuộc vùng Luhansk và Bakhmut thuộc Donetsk. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Luhansk, ông Sehi Hayday, nói với một kênh truyền hình Ukraine rằng khu vực Donetsk là khó khăn nhất khi người Nga quyết tâm kiểm soát được thành phố Bakhmut. Do đó, các khu định cư trải dài từ Lysychansk đến Bakhmut đều quan trọng đối với quân đội Moscow. Theo ông Hayday, lực lượng Moscow đã tổn thất nhân lực và thiết bị quân sự khá nhiều qua các đợt giao tranh ở làng Bilohorivka gần Bakhmut. Ông nói, quân đội Nga đang muốn vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine và mở ra một hướng tấn công khác để bao vây Bakhmut. Các đợt pháo kích giữa hai bên diễn ra ngày đêm ở làng Bilohorivka. Thành phố Lysychansk đã bị Nga kiểm soát hồi tháng 6. Ông Hayday cho rằng việc giải phóng Luhansk là rất khó trong điều kiện thời tiết lạnh giá như hiện nay. Hôm 5 tháng 12 cũng ghi nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào hai căn cứ không quân sâu bên trong lãnh thổ Nga. Phía Moscow đã cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc. Mặc dù Kiev chưa xác nhận thực hiện vụ tấn công, nhưng CNN nhận định rằng đợt không kích này đã minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của chương trình máy bay không người lái của Ukraine. Phía Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã bị lực lượng Moscow bắn hạ dựa trên các hình ảnh chụp được tại hiện trường và ảnh vệ tinh. Đợt không kích đã gây ra hai vụ nổ và khiến một số máy bay quân sự bị hư hại. Bộ Quốc phòng Ukraine không đưa ra bình luận chính thức nào về hai vụ nổ ở Ryazan và chính phủ Ukraine cũng chưa lên tiếng xác nhận đang phát triển máy bay không người lái tầm xa. Trong khi đó, nhà sản xuất vũ khí quốc doanh Ukroboronprom của Ukraine tiết lộ rằng họ vừa thử nghiệm thành công máy bay không người lái thế hệ mới, có tầm bắn lên đến 1.000 km và có thể mang theo 75 kg chất nổ. Tuy nhiên, không có thông tin nào cho thấy Ukraine có kế hoạch dùng UAV thế hệ mới tấn công vào bên trong lãnh thổ nước Liên bang Nga.
Cũng trong ngày 5 tháng 12, còi báo động đã vang lên inh ỏi khắp các thành phố của Ukraine khi Nga phóng 70 quả tên lửa nhằm đáp trả các vụ tấn công căn cứ không quân mà Moscow cho là do Kiev thực hiện. Mặc dù phần lớn tên lửa của Nga đã bị hệ thống phòng không đánh chặn, nhưng giới chức Ukraine vẫn phát cảnh báo về khả năng mất điện trên diện rộng ở một số khu vực. Sau cuộc tấn công mới nhất của Nga, nhiều vùng của Ukraine một lần nữa chìm vào bóng tối, giữa lúc nhiệt độ xuống mức dưới 0 độ C. Trong video được phát hàng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số khu vực sẽ bị mất điện, nhưng chúng tôi đang nỗ lực để khôi phục lại nguồn cung. Kể từ sau vụ nổ cầu Crimea hồi đầu tháng 10, Moscow gần như đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hàng tuần, với mục đích làm suy yếu quân đội Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Kiev tố Nga nhắm vào dân thường và các cơ sở dân sự, song Moscow luôn phủ nhận cáo buộc này. Cùng ngày, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời mời tham dự cuộc họp trực tuyến đến các giám đốc điều hành dầu khí trong nước để thảo luận các giải pháp hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, vốn bị hư hại nặng nề sau các đợt tấn công của Nga. Trong lá thư gửi đến ban lãnh đạo các nhà cung cấp dầu khí, Thứ trưởng Năng lượng Mỹ, ông David Tuck viết, các hạ tầng năng lượng của Ukraine đang bị tấn công giữa mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt. Nếu cùng nhau, chúng ta có thể hỗ trợ Ukraine đẩy nhanh khả năng phục hồi hệ thống năng lượng. Cuộc họp được triệu tập trong bối cảnh Ukraine cho biết Nga đang tiến hành đợt tập kích tên lửa mới, làm mất điện ở nhiều khu vực. Ở phía còn lại, Moscow tố Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công hai căn cứ không quân nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, khiến 3 người thiệt mạng. Ở chiến tuyến khác là vùng Zaporizhia, nơi có nhà máy điện hạt nhân cùng tên và lớn nhất châu Âu, vẫn chứng kiến các màn giao tranh khiến thế giới không ngừng lo ngại về khả năng xảy ra một thảm họa quy mô lớn. Để phòng trừ nguy cơ này, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đang nỗ lực thúc đẩy việc thiết lập một khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy. Tuy nhiên, mới đây chính quyền Moscow một lần nữa hắt gáo nước lạnh vào đề xuất của IAEA. Hôm 5 tháng 12, khi được một hãng thông tấn địa phương hỏi về khả năng thiết lập khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy Zaporizhia hoặc Moscow chuyển giao quyền kiểm soát nhà máy cho bên thứ ba, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói rằng không có bất kỳ kịch bản nào như vậy được thỏa thuận. Nữ ngoại giao nhấn mạnh, nhà máy hiện vẫn nằm trên lãnh thổ Nga và do Nga kiểm soát. Chỉ có chúng tôi mới có thể đảm bảo an toàn cho cơ sở này. Hiện IAEA chưa phản hồi về tuyên bố mới nhất từ Moscow. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo La Repubblica của Italy trước đó, người đứng đầu IAEA, ông Rafael Grossi, cho biết các bên liên quan có thể đạt được thỏa thuận thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy Zaporizhia vào cuối năm nay và việc rút vũ khí sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện thỏa thuận này. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với tổng cộng 6 lò phản ứng và có khả năng cung cấp điện cho 4 triệu hộ gia đình. Nơi này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ đầu tháng 3. Suốt nhiều tháng qua, khu vực xung quanh nhà máy thường xuyên chứng kiến các cuộc pháo kích, làm dấy lên nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân tương tự thảm họa Chernobyl năm 1986. Cả phía Nga và Ukraine cáo buộc đối phương đứng sau những vụ tấn công này. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã lái chiếc Mercedes qua cây cầu Crimea để kiểm tra tiến độ sửa chữa sau vụ nổ hồi tháng 10. Cây cầu bắc qua eo biển Kerch nối miền nam nước Nga với bán đảo Crimea này là một công trình mang ý nghĩa quan trọng, vừa thể hiện sức mạnh của Liên bang Nga, vừa chứng minh chủ quyền của Moscow đối với bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Những hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy Tổng thống Putin đang lái ô tô, chở Phó Thủ tướng Marat Khuslunlin và nói, chúng ta đang di chuyển ở làn bên phải. Làn bên trái đang được sửa chữa và hoàn thiện. Nó vẫn còn những dấu vết hư hại và cần được khôi phục về trạng thái hoàn hảo ban đầu. Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Nga còn đi dọc theo một số phần của cây cầu để tận mắt chứng kiến những mảng bị cháy xém sau vụ nổ. Dự án cầu vượt qua eo biển Kerch được khởi công vào năm 2015 với giá trị hàng tỷ đô la. Đến năm 2018, cây cầu được khánh thành bởi Tổng thống Putin. Sở hữu chiều dài 19 km, đây cũng là cây cầu dài nhất châu Âu, bao gồm đường sắt và đường bộ. Sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra, nó đã trở thành tuyến vận chuyển quan trọng để Nga cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho lực lượng ở tiền tuyến. Đáng chú ý, vụ nổ cầu Crimea hồi đầu tháng 10 làm 4 người thiệt mạng đã đánh dấu cuộc xung đột ở Ukraine leo thang lên nấc mới. Để đáp trả vụ tấn công nhằm vào công trình biểu tượng của quốc gia, Nga đã mở đợt tập kích các cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine, đẩy phần lớn nước này rơi vào cảnh mất điện.
Thưa quý vị, kể từ khi nổ ra xung đột ở Đông Âu hồi cuối tháng 2, phương Tây đã áp đặt hàng loạt các lệnh trừng phạt lên chính quyền Moscow cùng các cá nhân và thực thể liên quan đến nước Nga. Đáp trả lại, Nga đã hạn chế xuất khẩu dầu thô và khí đốt đến châu Âu. Cuộc chiến trừng phạt kinh tế này đã đẩy châu Âu vào khủng hoảng năng lượng và lạm phát tăng cao chưa từng có, gây ra tình trạng bất ổn xã hội tại một số quốc gia EU. Trong khi đó, nước Nga vẫn tăng trưởng kinh tế và kiểm soát được lạm phát. Tuy nhiên, thì liệu tình hình này có còn đúng với thực tế sau khi Liên minh châu Âu thống nhất mức giá trần dầu cuối cùng lên Moscow? Theo các chuyên gia, chính quyền Moscow sẽ phải đối mặt với một năm 2023 khó khăn về tài chính khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây bắt đầu có tác động sâu vào các nền kinh tế nước Nga. Tuần trước, Reuters dẫn lời một nhà phân tích kinh tế dự đoán rằng nền kinh tế của Liên bang Nga sẽ giảm thêm 2,5% trong năm 2023. Sự suy giảm này sẽ không đến nhanh nhưng lại kéo dài hơn so với dự tính ban đầu. Phát biểu tại một diễn đàn ở Moscow, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Tư nhân Nga Alpha Bank, bà Natalia Orlova cho rằng mức độ suy thoái kinh tế của quốc gia không lớn như chúng ta nghĩ ban đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể bước vào một năm 2023 yên bình. Trong một cuộc thăm dò, các nhà phân tích phương Tây cho biết lạm phát ở Nga sẽ tăng tốc lên đến 12,1% vào năm sau. Kể từ cuối tháng 2, Mỹ và Liên minh châu Âu đã đóng băng quyền tiếp cận của chính quyền Moscow đối với một số khoản dự trữ ngoại hối và loại Nga ra khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu SWIFT. Bộ Ngân khố Mỹ còn hạn chế các nhà đầu tư mua trái phiếu của Nga. Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa tác động mạnh vào nền kinh tế nước Nga nhờ vào việc xuất khẩu dầu thô và khí đốt sang những quốc gia khác. Vì vậy, khi EU thống nhất mức giá trần dầu Nga là 60 đô la Mỹ một thùng và có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12, các chuyên gia nhận định đây chính là đòn giáng mạnh vào nguồn thu tài chính lớn của Điện Kremlin. Theo giáo sư R.P. Scherer của Đại học Franklin and Marshall Hoa Kỳ, các lệnh trừng phạt của phương Tây không chỉ khiến Nga khó tiếp cận với công nghệ cao trong lĩnh vực năng lượng, mà còn tác động sâu sắc đến khả năng tài chính. Bà Abi nói với Newsweek rằng, lệnh trừng phạt kết hợp với hạn chế giá dầu có thể sẽ tạo nhiều thách thức cho nền kinh tế nước Nga. Nhằm gây thêm những tác động sâu rộng đối với nền kinh tế Nga, các quan chức Liên minh châu Âu vừa mới thảo luận về một kế hoạch trừng phạt mới. Danh sách đen lần này sẽ bao gồm 200 cá nhân và thực thể liên quan đến các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, tài chính và truyền thông của Liên bang Nga. Thông tin được tờ Politico đăng tải ngày 5 tháng 12. Ủy ban châu Âu đã thảo luận về gói trừng phạt thứ 9. Theo một số nguồn tin mà tờ Politico ghi nhận, EU sẽ nhanh chóng đạt được sự đồng thuận về gói trừng phạt mới trong hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra vào tuần tới. Hồi đầu tháng 10, EU đã thông qua đợt trừng phạt thứ 8 áp đặt lên ngành sản xuất thép và hàng không vũ trụ của Nga. Vừa qua, EU cũng đã chính thức áp dụng mức giá trần dầu lên Moscow. Đây được dự đoán sẽ là cú sốc mạnh đối với nền kinh tế nước Nga. Đáp trả lại, Điện Kremlin tuyên bố sẽ không xuất khẩu dầu mỏ cho bất kỳ quốc gia nào ủng hộ giá trần dầu. Trong khi đó, Điện Kremlin đã một lần nữa bác bỏ những lập luận gần đây nhất là của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga đang đạt hiệu quả. Thông tin được trang RT đăng tải. Phát biểu trước báo giới hôm 5 tháng 12, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã trích dẫn nhận định của giới chuyên gia rằng các lệnh trừng phạt đối với Nga đang phản tác dụng, gây tổn hại cho chính bên áp đặt là phương Tây. Tất nhiên, các biện pháp trừng phạt cũng đã đem lại một số vấn đề nhất định cho Nga, nhưng đến nay không có hậu quả nghiêm trọng nào, ông Peskov nói thêm. Phát biểu trên được đưa ra sau khi tạp chí Foreign Affairs đăng tải một bài viết có dẫn bình luận của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng các biện pháp trừng phạt lên Nga cần được duy trì bởi chúng đang chứng minh được độ hiệu quả sau mỗi tuần. Theo ông Peskov, nhà lãnh đạo Đức đã thiếu trách nhiệm vì bỏ qua những tác động mà các lệnh trừng phạt gây ra cho các quốc gia châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng đề cập đến những thiệt hại mà nền kinh tế Đức đang gánh chịu, đồng thời nói rằng đây là điều rõ ràng như ban ngày. Giống như các quốc gia châu Âu khác, Đức đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng và lạm phát tăng cao do cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cụ thể, giá lương thực trong tháng 11 ở Đức đã tăng 21% so với năm ngoái, trong khi giá năng lượng tăng 38,4%. Cùng ngày, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tiết lộ rằng Nga và Trung Quốc đang dần chuyển sang đồng nội tệ trong các hoạt động thương mại, với gần một nửa giao dịch giữa hai nước trong thời gian qua đều được thực hiện bằng đồng rúp và đồng nhân dân tệ. Trong cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, ông Mishustin bày tỏ hy vọng rằng việc sử dụng đồng nội tệ của hai quốc gia trong lĩnh vực thương mại sẽ ngày càng phát triển hơn thay vì dùng đồng đô la Mỹ và euro. Theo ông Mishustin, đây mới là chính sách kinh tế và hình thức tài chính có chủ quyền trong một thế giới đa cực.
Vị Thủ tướng Nga lưu ý rằng, bất chấp những áp lực từ bên ngoài và điều kiện kinh tế không thuận lợi, thương mại giữa Moscow và Bắc Kinh vẫn đạt mức tăng trưởng hai con số và kim ngạch thương mại đã tăng gần 1/3 chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2022. Ông nói, tổng giá trị kim ngạch thương mại hiện nay là 150 tỷ đô la Mỹ. Con số này đã cao hơn năm 2021. Về lâu dài, như hai nhà lãnh đạo đã thống nhất, chúng ta sẽ đạt được 200 tỷ đô la Mỹ. Trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đã tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong các thỏa thuận chung nhằm hạn chế sử dụng đồng đô la Mỹ và đồng euro. Chính quyền Moscow đã kiên định theo đuổi chính sách phi đô la hóa trong ngoại thương và tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ. Ngoài việc sử dụng đồng tiền của Trung Quốc trong thương mại, một số công ty Nga đã bắt đầu phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ. Đồng thời, một số ngân hàng Nga cũng đang cung cấp tiền gửi bằng đồng tiền này. Hôm 5 tháng 12, Bloomberg đưa tin Mỹ và Liên minh châu Âu đang cân nhắc ban hành mức thuế quan mới đối với thép và nhôm của Trung Quốc nhằm nỗ lực thúc đẩy Bắc Kinh giảm lượng khí thải carbon từ ngành công nghiệp luyện kim. Trung Quốc hiện đang là quốc gia sản xuất hơn một nửa lượng thép toàn cầu. EU và Mỹ cho rằng Trung Quốc đang dư thừa công suất sản xuất và điều này sẽ đe dọa lại chính ngành công nghiệp sản xuất kim loại của chính quốc gia này. Theo các nguồn thạo tin nói với Bloomberg, ý tưởng áp dụng mức thuế quan mới chỉ vừa được đưa ra trong chính quyền Tổng thống Joe Biden và chưa đề xuất chính thức. Thỏa thuận áp đặt mức thuế quan mới giữa Washington và Liên minh châu Âu có phần giống với thỏa thuận hồi năm ngoái khi chủ yếu nhằm vào Trung Quốc và các quốc gia gây ô nhiễm môi trường nhiều trên thế giới. Hồi tháng 10, đại diện thương mại Hoa Kỳ, bà Catherine Tai, cùng các cộng sự đã trình bày ý tưởng này cho Ủy viên châu Âu Vadim Dombrovskis và các nhà kinh tế khác ở Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, các quan chức EU đã nêu ra một số vấn đề như tính hợp pháp và khả năng tương thích với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, cũng như với cơ chế định giá carbon nội bộ của khối EU. Cùng chuyển sang các thông tin nổi bật khác. Trước tiên là những tin tức về chính trường Mỹ. Mới đây, hạ nghị sĩ James Comer của Ủy ban Cải cách và Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ đã công bố một cuộc điều tra Tổng thống Joe Biden do nghi ngờ ông có thực hiện một thỏa thuận bí mật với Ả Rập Xê Út để giúp Đảng Dân Chủ nhận được sự ủng hộ trong cuộc bầu giữa kỳ hồi tháng 11. Trong một văn bản gửi đến Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 4 tháng 12, ông Comer đã viết, người dân Mỹ có quyền được biết liệu chính quyền Biden có tham gia vào hành động thao túng thị trường với nước khác gây tổn hại đến an ninh quốc gia hay không. Ông Comer nói rằng, Tổng thống Joe Biden đã theo đuổi các nguồn cung cấp dầu mỏ giá cao hơn ở nước ngoài vì mục đích chính trị, trong khi đó lại ban hành chính sách hạn chế sản lượng dầu của nước Mỹ. Điều này đã khiến giá tiêu dùng tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 40 năm và giá xăng và dầu diesel của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua vào tháng 6. Hạ nghị sĩ Comer đã trích dẫn thông tin mà tờ New York Times đưa ra hồi tháng 10. Theo đó, ông Biden đã thuyết phục chính quyền Riyadh gia tăng sản lượng dầu và thực hiện chuyến thăm gây tranh cãi đến quốc gia dầu mỏ này. Ngay sau đó, OPEC đã báo cáo gia tăng sản lượng dầu xuất khẩu. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục tăng trong tháng 10, nhưng Ả Rập Xê Út đã dẫn đầu OPEC thông báo cắt giảm sản lượng. Đây là điều mà ông Biden đã gọi là sự phản bội trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra. Ông Comer cam kết sẽ điều tra nhiều khía cạnh khác nhau trong chính sách năng lượng của người đứng đầu Nhà Trắng và buộc chính quyền Biden phải chịu trách nhiệm về việc tấn công một cách liều lĩnh vào ngành công nghiệp năng lượng quan trọng của nước Mỹ. Reuters đưa tin hôm 5 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đón tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đến thăm Lầu Năm Góc. Hai nhà lãnh đạo sau đó đã có cuộc thảo luận về các sáng kiến thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng, song phương. Trao đổi trong cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hai bên sẽ tập trung vào những bước đi nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ bền chặt hiện tại. Không quá khi nói rằng Mỹ và Australia là một liên minh mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng đối với an ninh khu vực, cùng hướng đến tầm nhìn chung về một Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nơi tất cả các quốc gia tuân thủ quy tắc quốc tế và giải quyết mọi tranh chấp một cách hòa bình. Về phía mình, Bộ trưởng Australia Marles nhấn mạnh, về tầm quan trọng của Liên minh Australia-Mỹ và mối quan hệ này vẫn phát triển bền vững dù thế giới đang chứng kiến nhiều biến động. Hồi tháng 9, Mỹ, Australia và Anh vừa kỷ niệm một năm thành lập Hiệp ước An ninh AUKUS. Đây là một liên minh của phương Tây nhằm cạnh tranh sức mạnh và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Theo truyền thông, các bên trong AUKUS sắp tới sẽ thảo luận việc kết nạp Nhật Bản vào cơ chế này. Ở Nam Phi, một trạm quan sát thiên văn với các thiết bị nghe nhìn hiện đại và quy mô lớn nhất thế giới vừa được khánh thành, hứa hẹn giúp giới khoa học tiến gần hơn đến việc giải mã những bí mật vũ trụ.
Buổi lễ khánh thành trạm quan sát Thiên Văn Square Kilometer Array SKA vừa được tổ chức bên ngoài thị trấn Carnarvon, Northern Cape, Nam Phi. Nơi đây được đánh giá là địa điểm lý tưởng để đặt các đài quan sát và thu tín hiệu bởi những ngọn đồi tạo lớp lá chắn chống hiện tượng nhiễu sóng vô tuyến. Dự án SKA do Nam Phi và Australia hợp tác để khám phá những bí mật của vũ trụ thời kỳ sơ khai, thời điểm các ngôi sao và thiên hà đầu tiên xuất hiện. Trạm quan sát trang bị kính viễn vọng vô tuyến Meerkat cùng hơn 130 thiết bị theo dõi thiên văn. Trạm quan sát SKA sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2030. Sau đây hãy cùng đến với những chuyển động thể thao quốc tế. Thưa quý vị, tương lai của siêu sao Cristiano Ronaldo sau kỳ FIFA World Cup năm nay là chủ đề được người hâm mộ bóng đá quan tâm. Mới đây, theo tờ Marca, thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha đã đồng ý các điều khoản gia nhập câu lạc bộ Al Nassr của Ả Rập Xê Út vào tháng Giêng sang năm. Cách đây vài tuần, Cristiano Ronaldo và câu lạc bộ Manchester United đã chính thức chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Sau khi tiền đạo 37 tuổi tham gia buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình với Piers Morgan, nói rằng anh không được ban huấn luyện và giới chủ Man United tôn trọng. Tờ Marca của Tây Ban Nha khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ gia nhập câu lạc bộ Al Nassr sau kỳ World Cup trong bản hợp đồng 2 năm rưỡi, tức là đến lúc anh 40 tuổi. Nếu điều này diễn ra, đây chắc chắn là thương vụ bạc tỷ của bóng đá Ả Rập. Al Nassr sẵn sàng biến CR7 trở thành vận động viên được trả lương cao nhất thế giới với số tiền hơn 200 triệu euro mỗi mùa cùng các hợp đồng quảng cáo và tiền thưởng. Vào rạng sáng mai, Ronaldo cùng các đồng đội tại tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận đấu vòng 1/8 tại World Cup Qatar gặp Thụy Sĩ. Rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, Brazil đã đánh bại Hàn Quốc 4-1, giành quyền vào tứ kết World Cup 2022. Ngay sau đó, để ăn mừng chiến thắng này, bức tượng Chúa Kitô cứu thế mang tính biểu tượng của thành phố Rio de Janeiro nói riêng và Brazil nói chung đã được thay màu áo mới với hai sắc vàng xanh. Trong đêm tối, bức tượng Chúa Kitô cứu thế trên đỉnh núi Corovado cao 30m được chiếu đèn với hai dải màu xanh lá và vàng, tượng trưng cho những màu sắc chủ đạo trên quốc kỳ Brazil. Trận đấu gặp Hàn Quốc tại vòng 1/8 diễn ra vào rạng sáng nay. Selecao đã áp đảo đối thủ bằng chiến thắng 4-1 với bàn thắng của Vinicius, Richarlison, Luca Paqueta và Neymar. Đại diện châu Á tìm được bàn danh dự với cú sút xa của cầu thủ vào sân thay người Park Seung-ho. Đội tuyển Brazil sẽ đối đầu với Croatia tại tứ kết. Titi và các học trò đang có cơ hội lớn mang về cho bóng đá Brazil chiếc cúp vàng thứ 6 trong lịch sử. Để đảm bảo công tác an ninh cho kỳ FIFA World Cup 2022, bên cạnh nỗ lực của chủ nhà Qatar, cộng đồng quốc tế cũng dành những sự hỗ trợ tối đa. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đã triển khai một biệt đội chó nghiệp vụ chuyên phát hiện và hỗ trợ phá bom mìn. Video cuộc tập trận giả phá bom mìn ở Doha, Qatar của đội chó nghiệp vụ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vừa được đăng tải. Mặc quân phục với áo chống đạn, mặt nạ phòng độc, gắn các thiết bị định vị theo dõi, những con chó thuộc dòng chăn cừu Đức được tập luyện để đánh hơi, phát hiện chất nổ và hỗ trợ công tác sơ tán, tháo phá bom mìn trong một sân vận động giả lập. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi 3.000 nhân viên đến Qatar hỗ trợ an ninh cho kỳ FIFA World Cup 2022. Nhà chức trách cho biết 100 thành viên trong số đó thuộc đơn vị lực lượng đặc biệt, 50 chó nghiệp vụ cùng 50 chuyên gia chất nổ được điều động làm nhiệm vụ tại Qatar. Ankara và Doha những năm gần đây tăng cường thắt chặt quan hệ ngoại giao, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng an ninh. Ở Tunisia, những người nông dân địa phương đang vận dụng những tiến bộ công nghệ để khắc phục khó khăn do chăn nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu bằng cách gắn cho đàn bò sữa những chiếc vòng cổ thông minh, cung cấp cho chủ chăn thông tin sức khỏe vật nuôi. Tại trang trại ở Tây Bắc Tunisia, người nông dân Aden Kiri mở chiếc điện thoại thông minh để cập nhật tình hình sức khỏe đàn bò sữa. Những con vật nuôi được đeo một chiếc vòng cổ thông minh có gắn cảm biến liên kết với ứng dụng quản lý đàn bò, cung cấp thông tin theo thời gian thực về sức khỏe và điều kiện môi trường sống của đàn gia súc. Nếu một con bò sắp sinh, ứng dụng sẽ thông báo liên tục trong 3 tuần, hoặc nếu con vật sẵn sàng để thụ tinh, ứng dụng lập tức nhắc tôi. Công việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Công nghệ Kiri đang sử dụng được phát triển bởi Mumi, một công ty khởi nghiệp về công nghệ nông nghiệp thành lập bởi những người trẻ vào năm 2019. Cô Imen Hamemi và các cộng sự tin rằng biến đổi khí hậu đang khiến đàn gia súc bị stress, làm giảm sản lượng sữa và khả năng sinh sản gây thiệt hại kinh tế.
Chuyên gia nông nghiệp nhận thấy tổng lượng sữa đã giảm 33% vào mùa hè này. Sau 3 năm triển khai dự án Mumi, sản lượng sữa đã được cải thiện. Chúng tôi quan sát thấy đàn bò ăn ngủ và uống nước đều đặn hơn. Dự án được xem là giải pháp hiệu quả để cải thiện tình trạng thiếu hụt sản phẩm sữa ở Tunisia. Khi các quan chức dự báo nếu tình hình kéo dài, kho dự trữ các sản phẩm sữa của nhà nước có thể cạn kiệt chỉ trong vài tuần. Mới đây, một chú báo đen con tinh nghịch tại vườn thú ở trung tâm thủ đô Mexico City đã lần đầu ra mắt công chúng và báo giới. Sau đây hãy cùng với chúng tôi xem qua những hình ảnh của cá thể đáng yêu này được ghi nhận tại vườn thú. Chú báo con 4 tháng tuổi chưa có tên và đang được các nhân viên vườn thú Chapultepec nuôi dưỡng từ khi lọt lòng mẹ. Mặc dù đây là một ca sinh khó, nhưng cá thể báo con này vẫn lớn lên khỏe mạnh và ăn uống bình thường. Giám đốc vườn thú Chapultepec, ông Rafael Tiagero, cho biết sắp tới con vật sẽ được chuyển đến những chuồng khác nhau để học leo trèo và tập luyện các bản năng sinh tồn vốn có của loài báo. Báo đốm là một trong 5 loài báo lớn nhất của họ mèo, bên cạnh sư tử, hổ, báo hoa mai và báo tuyết. Đây cũng là loài duy nhất trong số 5 loài có nguồn gốc từ khu vực châu Mỹ. Hiện chúng đang nằm trong danh sách loài có nguy cơ tuyệt chủng với khoảng 4.000 cá thể còn tồn tại trong tự nhiên ở Mexico. Các mối đe dọa chính đối với quần thể báo đốm là nạn săn bắn và các hoạt động tàn phá môi trường sống của chúng. Cuối cùng, hãy cùng đến với Cộng hòa Séc, nơi có hoạt động truyền thống tặng quà Giáng sinh cho trẻ em. Thế nhưng thay vì người tặng quà là những ông già Noel, thì theo phong tục địa phương, những đứa trẻ sẽ nhận quà và lời chúc từ Thánh Nicholas, được biết đến là hình mẫu ban đầu của ông già tuyết. Mặc áo choàng hai màu đỏ trắng, đội chiếc mũ cao và tay cầm quyển trượng mạ vàng, trẻ em ở Cộng hòa Séc gọi Thánh Nicholas với cái tên trìu mến Mikulas, vị thánh quan thầy cầu bầu cho trẻ em. Cũng là tặng quà nhân dịp Giáng sinh, nhưng cách thức làm việc của Mikulas ở Cộng hòa Séc hơi khác so với người đồng nghiệp bụ bẫm và vui tính ở phương Tây, ông già Noel. Bởi Thánh Mikulas thường xuất hiện bên cạnh một thiên thần và một ác quỷ đi đến từng nhà. Những đứa trẻ ngoan sẽ được thiên thần thưởng cho quả bánh, ngược lại sẽ nhận từ ác quỷ một hòn than hay củ khoai tây. Bọn trẻ cũng có thể làm vui lòng Thánh Nicholas bằng cách hát hay đọc thơ. Theo truyền thống, ngài sẽ tặng trẻ em những trái quýt ngọt, các loại hạt, sô-cô-la, tất, nón và găng tay giữ ấm cho trẻ. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.